đế vương một lòng chỉ cầu trường sinh tiêu giao, yêu ma hóa người thao túng giang sơn xả tắc. Cách nhanh nhất để giành được quyền lực trên thế giới này là nắm lấy dây cương trên cổ các nhà quyền quý. Mà lực lượng mà các quyền quý sợ hãi nhất, chính là những yêu quái ẩn giấu trong bóng tối, những ma khó lòng phòng bị. Tiểu thuyết máu chốt Ngày xưa chi lục không đạn cửa sổ, ngày xưa chi lục TXT toàn tập đao loa, ngày xưa chi lục chương mới nhất đọc. Chương 1 Cố sự Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 Câu chuyện thông thiên tử quan tràn ngập tầm mắt, vô số quan ảnh nhanh chóng xẹt qua. Sở tề quan chỉ cảm giác được thân thể của mình tự hồ vượt qua khoảng cách vô hạn, mà trong tử quan bảo vệ hắn, tự hồ có thể loáng thoáng nhìn thấy có ký tự lưu chuyển. Ký tự kia tự như mây khói, là kiểu chữ sở tề quan chưa từng thấy qua, nhưng chẳng biết tại sao, một loại minh ngộ lại dâng lên trong lòng hắn, làm cho hắn lý giải hàm nghĩa của những chữ này. Tử phủ bí lục Nương theo một cổ minh ngộ này, tử quan đại thịnh, sở tề quan cảm giác được đại não của mình tự hồ trong nháy mắt bị trọng kích, trực tiếp ngất đi. Sở tề quan chớp chớp mắt, nhìn trước mắt cách đó không xa bằng phẳng thổ địa, lệch bảy lệch tám thổ phòng, càng cỗi đồng ruộng, còn có lui tới canh tác nam nữ, trong lòng chảy xuôi qua vô số ý nghĩ. Đây đã là ngày thứ năm hắn nhập vào thân thể này năm ngày nay không có điện, không có internet, không có điện thoại di động, đập vào mắt đều là một cảnh tượng nông thôn cổ đại. Ai, làm sao lại tới cái địa phương trách nát như vậy, ta ở địa cầu phấn đấu lâu như vậy, kiếm được nhiều tiền như vậy. Liền không có A, à, tất cả đều không có. Còn có chu bạch tiểu tử kia. Nợ ta nhiều tiền như vậy không có trả, vốn muốn kéo hắn cho công ty ta đòi nợ, cái này cũng tiện nghi hắn. Sở tề quan sờ sờ ngực, Càng nghĩ càng đau, chỉ có thể đem lực chú ý lần nữa tập trung đến thế giới trước mắt. Tử phủ bí lục. Rốt cuộc là thứ gì? Đưa tôi đến đây, có thể đưa tôi trở lại không? Nhưng tử phủ bí lục này rốt cuộc ở nơi nào? Đáng tiếc, ngoại trừ lúc trước xuyên qua trong quá trình chứng kiến tử quan cùng cái kia đặc thù văn tự, Sở Tề quan cũng không có chứng kiến bất kỳ cái gì khác manh mối, cái gọi là tử phủ bí lục hắn là không có đầu mối mà trong thời gian 5 ngày, sở tề quan không dám làm bất kỳ hành động dị thường nào, chỉ là một bên xem qua bộ thân thể này mang đến ký ức, một bên cẩn thận làm bộ thân thể này chủ nhân nhị cậu quá khứ sẽ làm sự tình, đồng thời cẩn thận quan sát thôn trước mắt. Tự hồ bởi vì trí nhớ của nhị cậu cùng trí nhớ của sở tề quan dung hợp rất tốt, để cho hắn phi thường thích ứng thế giới trước mắt này, cũng không có lộ ra sơ hở gì. Nơi này tự hồ là nông thôn của một xã hội cổ đại nào đó. Tự tin không buổi tối mà xem, cái gì bắt cực tinh, Orion tinh, Sirius tinh. Các loại quen thuộc chòm sao đều tìm không thấy, nơi này chỉ sợ đã không phải là địa cầu. Ai, nói như vậy căn bản không nghĩ ra biện pháp trở về. Chi bằng nghĩ lại làm sao nâng cao chất lượng cuộc sống trước mắt, cuộc sống ở đây thật sự là quá khổ, ít nhất phải giải quyết vấn đề ấm no trước, không thể ăn không đủ no. Không có điều hòa, không có lưới ăn không đủ no cũng mặc không đủ ấm, giờ phút này hoàn cảnh sinh tồn đối với sở tề quan hưởng thụ tốt nhất trong đời mà nói, thật sự quá mức ác liệt, để cho hắn vô cùng muốn cải thiện loại tình huống này. Mà lấy sở tề quan tỉ mỉ quan sát lực, hắn có thể cảm giác được trước mắt thế giới cùng hắn quá khứ chỗ ở đích xác có khác biệt rất lớn. Khi hắn đi tới dưới tàn cây đa lớn ở cửa thôn, liền nhìn thấy sớm có mấy lão nhân trong thôn ngồi ở dưới tàn cây, bốn phía còn đứng năm sáu thiếu niên lang, vẻ mặt chờ mong nghe các lão nhân kể chuyện xưa. sở tề quan cũng tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. ngoài trừ trí nhớ của nhị cậu ra, những người già trong thôn này mỗi ngày khoác lác đánh trắm chính là một con đường khác để hắn hiểu rõ thế giới này. một lão nông tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt như từng khe rãnh đang xen vung quạt hương bộ mở miệng cảm thán nói: các ngươi có nghe nói án thi biến của huyện bác hương không? nhìn thấy mọi người xung quanh đều lắc đầu, lão nông mặt lộ vẻ. Đây là lúc ta đến cửa hàng lương thực trong huyện bán lương thực, nghe quản sự kia nói chuyện, lại nói phía dưới huyện Bác Hưng có một thôn gọi là Trường Lạc Điếm, chỗ ở chính là Yếu Đạo Xuôi Nam, trước đây tụ tập rất nhiều khách sạn mới dần thành khí hậu. Một gã thiếu niên nhìn không được nói. Căng bá, ngươi đừng nói những thứ này, ai không biết cái kia Trường Nhạc Điếm lai lịch. Hay là mau mau nói cái kia thi biến án là chuyện gì xảy ra, những thiếu niên khác cũng theo thúc giục nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của bọn họ căng bá mỉm cười cố ý chậm lại khơi dậy khẩu vị của mọi người lúc này mới nói tiếp lại nói tiệm trường lạc kia có một ông lão họ thái cùng con trai thiết lập một khách điếm chuyên cung cấp cho thương nhân đi bộ tìm chỗ trọ ngày đó có ba thương nhân thường xuyên đến và một thư sinh nghèo đi đường đến đầu tư nhưng khách trọ đã đây đêm đó dưới sự khẩn cầu của bốn người thái lão ông trầm ngâm suy nghĩ một chỗ liền dẫn người đi tới một căn phòng nhỏ khác chỉ thấy sau khi đèn dầu lờ mờ trong phòng một tấm màn che lại ván giường trên ván giường lấy vải đen che một người chính là con dâu thái lão ông vừa qua đời giờ phút này trong phòng xác con trai thì mua quan tài chưa về lại đi vào trong phòng vài bước trong phòng thì có một cái giường liền bốn người bôn ba mệt nhọc bất kể so sánh trong phòng còn có người chết nằm lên giường thông liền hơi thở dần thô ngủ say trong đó một gã thư sinh họ Tống Mông Lung không có ngủ say, chợt nghe trên linh giường vang lên tiếng rắc rắc, mở mắt vừa nhìn, liền thấy dưới ngọn đèn dầu kia, vải đen trên linh giường chậm rãi xốc lên, một bàn tay xanh tím vươn ra. Mắt thấy nữ thi vạch ra vải đen, xuống giường đi về phía giường thông, trên mặt còn đắp một tầng lụa trắng, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy lông trắng phía dưới cổ rung động, tự hồ còn đang sinh trưởng ra phía ngoài. Nữ thi kia đi tới bên cạnh thông phô, cuối người thổi một hơi với thương nhân, tiếp theo há mồm liền cắn ở trên cổ từng ngụm từng ngụm hút máu, nam tử bị thổi tức giận giống như hoàn toàn ngất đi, tùy ý một thân máu thịt của mình chậm rãi bị hút. Tống mổ nhân thấy một màn như vậy trong lòng sợ hãi, dùng sức đá đá người bên cạnh, lại thấy bọn họ không nhúc nhích. Mắt thấy nữ thi lại nhắm ngay người thứ hai thổi một hơi, tống mổ rốt cuộc chịu không nổi, kêu thảm một tiếng, liền nhảy xuống giường, chân trận mà ra, chạy ra ngoài phòng tống mổ này vừa chạy vừa hô trong thôn lại không có người phát hiện hắn e sợ nữ thi đuổi kịp liền cực lực chạy tới huyện tới bên ngoài đạo quán ngoại ô vội vàng gõ cửa quan một gã đạo trưởng trong quán mở cửa hỏi chuyện gì tống mổ đem sự tình nói một lần đạo trưởng liền để cho hắn dẫn đường đi tới lần thứ hai trở lại trong phòng lại nhìn thấy nữ thi kia đang cúi người đối với tên thứ ba hành thương cổ gầm cắn một trận mà tống mổ báo tin đang nằm ở một bên nặng nề ngủ. Nhìn thấy mình nằm trên giường, tống mổ ngẩn ngơ, đạo trưởng lúc này vỗ một chưởng quát. Còn không mau trở về. Một hồi trời đất quay cuồng, khi tống mổ tỉnh lại, đã về tới trên giường, dương mắt nhìn lại, nữ thi kia đã bị đạo trưởng một kiếm chém xuống đầu, ngã xuống bên cạnh hắn. Nghe căng bá nói xong chuyện xưa, một gã thiếu niên ngạc nhiên nói. Vậy tống thư sinh sao lại biến thành hai người? Một thiếu niên khác nói. Ta thấy Tống Thư Sinh bị dọa mất hồn. Hồn nhi ly thể, mới chạy tới quan tìm đạo trưởng. Căn bá, ngươi có biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Ngay tại vài tên thiếu niên thảo luận thời điểm, một gã mặt ma y, chân đạp giày rơm đầu trọc ngoại hương nhân không biết khi nào cũng đi tới dưới tàn cây đa. Hắn tìm một chỗ trống ngồi xuống, ý cười dịu dàng nhìn về phía bác căng, tự hồ cũng đang chờ đợi câu trả lời của đối phương căng bá ung dung nói, hồn phách một khi ly thể là chết chắc, nào có cơ hội đi tiền đạo quán hỗ trợ. thư sinh này chính là ngày thường liền một lòng hướng đạo, ngày đêm hướng huyền nguyên đạo tôn cầu phúc. lúc này mới có đạo tôn hiển linh, có thể làm cho hắn đêm đó báo mộng trong đạo quán, hướng đạo trưởng trong quan cầu viện. nghe căng bá nói, mọi người lúc này mới hiểu rõ, nhau nhau cảm giác được lòng hiếu kỳ của mình chiếm được thỏa mãn, có người cảm thán thư sinh vận khí tốt cũng có người cảm thán huyền nguyên đạo tôn quả nhiên linh nghiệm, các đạo trưởng thần thông quảng đại. Hán tử ngoại hương vẫn lặng lặng nghe đột nhiên cười cười nói. Lão trưởng ngươi nói sai rồi. Hết chương này. Chương 2 Ngươi cố sự này nói sai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương hai ngươi câu chuyện này nói sai rồi căn bá nghe vậy tức giận đến trừng mắt, quát. Ngươi nói bậy bạ cái gì? ngươi ngược lại nói ta sai như thế nào ngoại hương nhân mỉm cười nói trường lạc điếm đích xác đã xảy ra nữ thi án nhưng cũng không phải thư sinh báo mộng cho đạo trưởng cầu cứu sự tình là như vậy cùng với lời nói của người nước ngoài một câu chuyện hoàn toàn bất đồng được kể ra đạo nhân một mình xông vào trong phòng đầu tiên là một kiếm chém xuống đầu nữ thi tiếp theo liền giơ kiếm đâm về phía thư sinh họ tống trên giường nghe nói như thế cửa thôn dưới tàn cây đa có thiếu niên lập tức cả kinh nói. Đạo trưởng tại sao muốn đâm thư sinh kia? Căng bá tức giận hừ nói. Hảo tiểu bối ngươi, bị đặt loạn tạo, chữ bới trong quán đạo trưởng, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Hán tử ngoại hương trong lúc nói chuyện thanh âm bất tri bất giác vần quanh toàn trường, mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng, không nhanh không chậm nói. Chư vị an tâm một chút chớ nóng nảy, thả nghe tiếp nương theo đạo nhân một kiếm đâm về phía thư sinh, thư sinh kinh khởi lui về phía sau, ba cổ thi thể khác trên giường vừa mới bị nữ thi gặm cắn đột nhiên bạo khởi, đánh về phía đạo nhân. Kiếm quang bay lên, ba thi thể nam đã tách ra, nhào xuống đất cứng đờ. Thư sinh họ tống nhân cơ hội này chạy ra khỏi cửa phòng, lại bị đạo nhân đuổi theo một kiếm xuyên tim, ngã xuống đất không dậy nổi. Đạo nhân đem sự báo cho huyện nha, huyện tôn tự mình mang theo nha dịch đến điều tra, liền thấy thư sinh kia sắc mặt xanh mét cứng như gỗ sắt ba năm tên nha dịch đều dọn bất động nữ thi cùng ba tên thương gia trong phòng cũng là như thế sau đó kiểm tra trong phòng phát hiện có dấu các loại giấy nến thơm bí điển tà giáo nhiều bộ nguyên lai là thư sinh thi triển tà thuật thao túng nữ thi hại ba gã thương gia huyện tôn hỏi trưởng làm sao biết được việc này đạo trưởng nói trong mộng chiếu kiến nói xong câu chuyện người ngoại quốc giải thích thì ra đêm đó chính là đạo nhân kia mơ thấy dấu vết yêu nhân lúc này mới rút kiếm trừ ma chém vết yêu nhân cũng không có ai báo mộng cho hắn sau nhiều lần điều tra mới biết được thư sinh kia cùng lão ông mở tiệm là yêu nhân thần tiên đạo chuyên dẫn dắt hành thương trên đường tới ám hại khách điếm cũng luyện thành hành thi để cung tà tự người ngoại hương thở dài ta thường nghe người ta nói ngày có suy nghĩ đêm có mộng nhưng không nghĩ tới trong huyện Bác hưng nho nhỏ có cao nhân có thể ở trong mộng phản chiếu hư không nhìn thấy hắn đây chỉ sợ là cảnh giới mà vô số tu đạo trong thiên hạ ngày đêm minh tưởng khổ tu theo đuổi a à. căn bá vội vàng nói nói hưu nói vượng rõ ràng là tống thư sinh một lòng hướng đạo đắc đạo tôn hiển linh mới có thể báo mộng cho người như thế nào đến ngươi nơi này hắn lại biến thành tà giáo yêu nhân hán tử nhìn căn bá trợn mắt nhìn cười ha hả đứng lên các vị cần gì tức giận? Tống thư sinh rốt cuộc là một lòng hướng đạo, đạo tôn hiển linh, hay là ngầm thi tà thuật mưu hại hành thương qua lại, hắn rốt cuộc là người tốt hay là người xấu, đạo tôn rốt cuộc có hiển linh hay không, ngoại trừ vị đạo trưởng gặp lại trong mộng kia, chỉ sợ đã không người biết được, chân tướng sự tình rốt cuộc là vì sao, phải xem các vị nguyện ý tin tưởng phương nào. Mắt thấy Hán tử ngoại hương còn đang hồ ngôn loạn ngữ, các thôn dân nhao nhao vây quanh, tự hồ sẽ động thủ với hắn hán tử kia ha hả cười, lui về phía sau. Cũng là ta quấy rầy chư vị hương thân, liền đi trước một bước. Chỉ là đương kim thiên hạ yêu ma mọc thành bụi, tà giáo hoành hành, thế đạo gian nan như thế, các vị ngày sau đi du lịch, nên nhớ kỹ suy nghĩ trước khi đi. Trong lúc nói chuyện, hán tử kia trong lúc hai ba bước, liền nhanh chóng chạy ra ngoài, tựa như rút đất thành tất biến mất không thấy, dẫn tới một đám già trẻ kinh ngạc vạn phần. Hai sự thật sở tề quan nhai nuốt lời đối phương nói nhìn bóng lưng biến mất kia trong lòng hơi nhảy dựng người này không tầm thường a à. bất quá tốc độ nhanh như vậy là làm sao làm được thật sự có võ công thần thông căn bá ở một bên tức giận bất bình nói các ngươi đừng nghe tên này nói bậy bạ ngày thường bái lại huyền nguyên đạo tôn là kế sách tốt nhất để bảo vệ gia đình bình an một lão giả khác nói thật sự là xui xẻo lại đụng phải một người bất kính đạo tôn hát tài năng như vậy. Các ngươi nhớ kỹ, trước khi về nhà phải đốt cỏ hung khói thân thể, cho cỏ cháy xuống phải quét vào trong sông, chớ đem xui xẻo mang vào trong nhà ác đạo tôn. Các thiếu niên nghe vậy nhao nhao gật đầu, cảm tạ lão giả chỉ điểm. Lại nghe các lão nhân nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, sở tề quan cảm nhận được bụng một trận nhúc nhích, cảm giác đói khát mãnh liệt xông lên đầu. Đến lúc ăn cơm rồi, nơi này mỗi ngày làm nhiều việc như vậy chỉ có thể ăn hai bữa cơm, thật sự là chết đói người. Sở tề quan lại nhớ tới các loại mỹ thực ăn được trên địa cầu, càng cảm giác được đói khát, nước miếng nhịn không được tiết ra. Nhưng nhìn thân thể vừa thấp bé lại gầy yếu của mình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đây đã là lần thứ mấy hắn thở dài sau khi đi tới thế giới này. Nhị cậu cổ thân thể này đại khái cũng chỉ 14-15 tuổi, nhưng là so với quá khứ xã hội hiện đại bạn cùng lứa tuổi muốn gầy quá nhiều, đơn giản là mỗi ngày ngoại trừ muốn giúp trong nhà làm việc đồng án bên ngoài, còn nghiêm trọng dinh dưỡng không đủ, tự nhiên vừa lùng vừa gầy, vậy thì không tốt. Hắn vỗ vỗ mông đứng lên, hướng trong nhà phương hướng đi đến, dọc theo đường đi trong đầu thì không ngừng hiện lên căn bá chuyện xưa, còn có người xứ khác thân ảnh. Thế giới này thật sự có sức mạnh siêu nhiên sao? Sở tề quan nghĩ đến đạo tử quan mang mình xuyên qua, luôn cảm thấy hẳn là có. Hắn đi lại giữa hương giả, trong lòng đối với người ngoại quốc đầu trọc trời đi càng thêm tò mò. Mèo mèo. Đúng lúc này, nương theo một tiếng mèo kêu, một con mèo lông dài màu lông bóng loáng, thần thái phi dương đã một đường chạy chậm tới bên cạnh sở tề quan, nằm thẳng xuống trước mặt hắn. Con mèo này vô cùng quen thuộc với nhị cẩu, thường xuyên chạy tới chơi đùa với nhị cẩu. Nhị cẩu tự hồ cùng mèo này tình cảm rất tốt, thậm chí có đôi khi còn cho mèo này một miếng cơm thừa ăn giờ phút này nhìn bên chân mèo quyết sở tề quang trong lòng nghĩ đến là muốn cùng ta về nhà ăn chực a à? anh nhìn mèo cam dưới chân đưa tay sờ sờ đầu mèo thật sự là thú vị bất đồng tinh cầu thậm chí có thể là bất đồng thế giới dĩ nhiên đều có mèo cùng người mèo tại chúng ta cái này trong vũ trụ chẳng lẽ rất trọng yếu sao nhìn mèo da cam bị chính mình sờ soạn vẻ mặt hưởng thụ sở tề quan cảm thụ được trong bụng truyền đến cảm giác đói khát, trong lòng thầm nghĩ. Nghe nói thịt mèo là chua. Không được không được, miêu miêu đáng yêu như vậy, sao có thể ăn được? Trừ phi thật sự quá thơm. Nghĩ tới đây, hắn nhìn không được lau nước miếng trên khóe miệng. Mèo quyết nhìn sở tề quan không ngừng vuốt ve mình, đầu mèo ngẩng cao, nhìn sở tề quan từ đầu đến chân nhiều lần, cuối cùng gật đầu, râu ria rung rẩy vài cái, phát ra một tiếng chật chật sở tề quan ngẩn người, trong lòng nghi hoặc nói. Ta làm sao? Hình như nghe được ai chật một tiếng. Cậu kỳ quái nhìn con mèo trước mắt, đối phương đột nhiên phát ra âm thanh. Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cậu cũng thông suốt. Hết chương này. Chương 3 Miêu yêu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Quỷ mèo hai tay sở tề quan cứng đờ, nhìn con mèo đột nhiên nói chuyện trước mắt một loại cảm giác kinh hãi xông lên đầu trong khoảng thời gian này từ trong miệng lão nhân nghe được các loại hồ tiên miêu yêu quỷ quái chuyện xưa đã luân phiên hiện lên trong đầu của hắn theo hắn trong khoảng thời gian này nghe được yêu ma chuyện xưa đến xem yêu quái đối đãi nhân loại thế nhưng là rất hung tàn mèo da cam rung đùi đắc ý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ sau khi nghe ta nói chuyện vẫn không chút hoang mang trấn định tự nhiên tầm tính quả nhiên không tồi ngươi còn thích mèo đúng không? Không tồi không tồi, yêu mèo là ưu thế rất lớn, từ xưa anh hùng ai không yêu mèo, yêu mèo mới là hào kiệt thật sự. Nào, ông ta lên chúng ta nói tiếp. Sở tề quan trong lòng đề phòng, cũng không dám ông miêu yêu, trên mặt liền vô tội nói. Ta. Chân ta tê dại, đứng không nổi. Mèo da cam ho khang một chút, nói tiếp. Vậy sờ tiếp đi, không được ngừng. Sở Tề Quang vừa triệt mèo vừa hỏi. Ngươi. Mèo da cam. Anh không cần nói ra, chỉ cần trong lòng anh dùng sức nghĩ đến lời nói với tôi, tôi có thể nghe thấy. Sở Tề Quang. Vậy. Mèo da cam nghe được lời trong lòng đối phương ngẩn người, vuốt trâu nói. Lão tử không biến thành nữ nhân, lão tử là mèo đực. Sở Tề Quang thất vọng thở dài, lại thử thăm dò trong lòng. Ngươi là yêu quái? quốc miêu liếm liếm móng vuốt, vẻ mặt bình tĩnh nói. Lão tổ ta là miêu trung tiên, tiêu giao nhân gian. Lần này tới vương gia trang chờ đợi ngươi, chính là thiên cơ chỉ thị như thế. Sở tề quan kinh ngạc nói. Thật sự có thể nghe thấy tiếng lòng của ta. Thế giới này thật sự có yêu quái còn có thần tiên. Mèo da cam. Đương nhiên là có, nhưng có thể khác với suy đoán của anh. Kế tiếp sở tề quan lại thí nghiệm một chút, phát hiện nếu như bảo trì suy nghĩ của mình chỉ là tự mình suy nghĩ đối phương đích xác không thể nghe được chỉ có khi hắn muốn truyền lại ý nghĩ cho đối phương ý nghĩ kia mới có thể được đối phương tiếp nhận hoàn hảo hoàn hảo đây không phải là thuật độc tâm những thứ trong lòng ta sẽ không bị đối phương biết hết nghe mèo quýt nói trong lòng sở tề quan cảm xúc vô cùng phức tạp thế giới này thật sự có sức mạnh siêu nhiên cũng không biết mèo này tiếp cận ta là muốn làm gì Mèo quyết nhìn biểu tình của sở tề quan, tự hồ biết hắn đang suy nghĩ cái gì, trên mặt mèo lộ ra một nụ cười quỷ dị, vẫy vẫy đuôi liền đứng lên, mông nhếch lên, móng vuốt nghiêng về phía trước, dùng sức duỗi thắt lưng một cái. Giờ tí tối nay, tới hậu sơn tìm ta, có một hồi cơ duyên thiên đại muốn tiễn ngươi. Nói xong, quốc miêu liền xoay người rời đi, thân ảnh chợt lóe liền biến mất trong tầm mắt sở tề quan. Nhìn mèo cam biến mất, sở tề quan bất đắc dĩ nói thôn rách nát này vừa đến tối đã tối đèn tắt lửa, ngay cả canh cũng không có. Làm sao tôi biết lúc nào là giờ tí? Sở tề quan mang theo nặng nề nghi hoặc đi về phía nhà, trong lòng vẫn như cũ thỉnh thoảng hiện lên cảnh tượng quỷ dị mèo con kia mở miệng nói chuyện. Trên đường đất trong thôn đầy bùn lầy sau khi trời mưa, thường xuyên còn có thể nhìn thấy động vật hoặc là chất bài tiết của con người tùy ý rơi xuống đất, tản mát ra từng trận mùi hôi thối làm cho sở tề quan đã quen với cuộc sống thành phố lớn không ngừng nhíu mày. Ven đường còn có vài lão thái thái đang quỳ rạp trên mặt đất, quần áo trên người đã rách nát không chịu nổi, ống tay áo nát thành mấy miếng vải, tượng thần trước mặt cũng được xử lý sạch sẽ, còn đặt ngay ngắn lư hương, giá nến, trong từng trận khói không ngừng dập đầu, trong miệng lẩm bẩm, vẻ mặt thành kính thậm chí cùng nhiệt. Nghèo khó, bẩn thiểu, lạc hậu, phong kiến, mê tín đây chính là đánh giá hiện nay của sở tề quang đối với vương gia trang mấy ngày nay sở tề quang không chỉ tự mình quan sát mà còn dung hợp trí nhớ ban đầu của nhị cẩu đại bộ phận ký ức vụn vặt có thể bản thân nhị cẩu cũng đã sớm không nhớ rõ ràng lắm nhưng sở tề quang trong quá trình dung hợp vừa xem hiểu ngay rất nhiều nhị cẩu ngày thường trong lúc vô tình nghe được nhìn thấy quét qua có hàng xóm bát quái có vương gia thiếu gia đôi câu vài lời thậm chí có đi ngang qua huyện nha sai dịch nói chuyện phím. Nhị cẩu hơn 10 năm qua từng sợi từng sợi ký ức trải rác ở sâu trong tiềm thức, đều vững vàng hòa tan ở trong đầu sở tề quan, đây là quy nạp tình báo đối với toàn bộ vương gia trang cùng huyện Thanh Dương hơn 10 năm. Lại kết hợp hắn mấy ngày nay chủ động thu thập cùng nghiệm chứng trong trí nhớ tình báo, làm cho hắn đối với trước mắt toàn bộ vương gia trang tình huống quen thuộc vô cùng, thậm chí ngay cả trong huyện tình huống đều có hiểu biết nhị cẩu ký ức quả thực để cho ta nhớ rõ so với chính mình trên địa cầu hồi ức còn kiên cố, đây xem như là xuyên qua phúc lợi sao. Nhưng vừa mới đi được vài bước, sở tề quan cũng cảm giác được một cổ cảm giác buồn nôn mãnh liệt xông lên đầu, tiếp theo cả người run rẩy, đổ mồ hôi, trong đầu tất cả đều là từng đợt cảm giác phiền não nồng đầm. Hả? Sắc mặt sở tề quan trong nháy mắt trở nên u ám. Bệnh này cũng theo ta tới vốn cho rằng xuyên qua về sau ta bệnh liền tốt rồi xem ra lúc trước bác sĩ nói không sai tôi bị bệnh tâm lý không liên quan nhiều đến thể xác mà thân thể gầy yếu của nhị cẩu cũng làm cho sở tề quan chống đỡ bệnh cũ phát bệnh càng khó khăn hơn một cổ xúc động mãnh liệt không ngừng ở trong đầu hắn tả xung hữu đột hắn cố gắng hướng về nhị cẩu gia phương hướng đi đến trong đầu hồi tưởng vừa mới cửa thôn nghe được cố sự đến phân tán điểm lực chú ý không biết sức mạnh siêu nhiên của thế giới này có thể chữa khỏi tật xấu của ta hay không. Hắn cố gắng đi tới trước nhà nhị cẩu, đưa tay đỡ lấy cửa lớn. Chỉ thấy rơm rạ bùn trên tường nhà bị mưa gió ăn mòn, đã lộ ra gạch thô trong đó, biểu hiện ra dấu vết năm tháng. Đi vào trong tiểu viện, ngoại trường nhà đất cùng một ít nông cụ ra cơ hồ cái gì cũng không có, hiển thị rõ nhà chỉ có bốn bức tường. Một tiểu cô nương nhỏ bé ước chừng bảy tám tuổi dựa vào tường đứng ngược, Trước mặt nàng còn có hai con mèo, đang cọ tới cọ lui, nhìn qua bộ dáng rất thân mật với nàng. Sở tề quan biết đây là em gái của nhị cậu, nhìn bộ dáng đối phương đứng ngược, nghi hoặc hỏi. Cậu làm gì vậy? Em gái. Em nghĩ đổ là có thể giữ lại đồ ăn trong bụng, sẽ không đói bụng nữa. Sở tề quan bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo đột nhiên lại thở hổn hỉnh từng ngụm từng ngụm, cả khuôn mặt trắng đến dọa người cả người run rẩy giống như là nghiện ma túy. Mùi mùi kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Ca, ngươi bị tiêu chảy. Sở tề quan miễn cưỡng cười cười. Ừm. Ăn hỏng bụng, có chút đau bụng. Dứt lời, hắn đột nhiên trên rỉ một tiếng, trong lòng hận nói. Không được, bệnh này tái phát quá khó chống đỡ, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Em gái đứng lên, nắm lấy một con mèo màu trắng bên chân, muốn nhét cho sở tề quan. Anh, anh lấy cái này đi chùi mông thử xem. Vẻ mặt cô thần bí nói. Em phát hiện mèo sẽ tự liếm lông. Sách mới kỳ cầu sưu tầm cầu đề cử cầu an lợi. Trong lúc chương công chúng cập nhật, vẫn là 6 giờ sáng canh một 6 giờ chiều canh một Sau khi lên giá lại bắt đầu bộc phát. Sách mới kỳ vẫn là cầu sưu tầm cầu đề cử, công chúng chương trong lúc, vẫn là buổi sáng 6 giờ một canh, buổi chiều 6 giờ một canh. Sau khi lên giá lại bắt đầu bộc phát. Hết chương này. Chương 4 Bán ruộng, cảm tạ, người qua đường gạch chéo, minh chủ khen thưởng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Bán ruộng, cảm tạ người qua đường nể minh chủ khen thưởng, sở tề quan nhìn ánh mắt mờ mịt của con mèo kia, thả nó xuống đất, nhìn em gái thấm thí nói. Em gái, nếu em để cho anh trai anh biết em dùng mèo lau mông, sau này anh sẽ dùng em lau mông. Mùi mùi vẻ mặt khiếp sợ nhìn sở tề quan. Sở tề quan hỏi. Ngươi sẽ tự liếm mình sao? Mẹ. Trên mặt mùi mùi trong nháy mắt mang theo vẻ hoảng sợ, tiểu cô nương hồ ngôn loạn ngữ kêu lên, lại bị sở tề quan bắt được, che miệng lại. Sở tề quan giáo dục. Trêu chọc em đấy. Con gái nhà nào, sau này ít làm chuyện không yên. Giáo huấn xong mùi mùi, sở tề quan cảm thụ được xung động tâm lý trong cơ thể, không ngừng nghĩ có biện pháp gì có thể giảm bớt. Hắn hồi tưởng lại chính mình quá khứ tại địa cầu đủ loại kinh nghiệm, hiểu được tật xấu này một khi tái phát dựa vào nhẫn là rất khó nhìn, phải đúng bệnh hốt thuốc, thư giãn tâm lý áp lực mới được. Một bên mùi mùi nhìn sở tề quan càng ngày càng trắng sắc mặt còn có trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm nói, nhất định là rất lớn một đống. Đúng lúc này, loáng thoáng tiếng cãi vã từ trong phòng truyền đến, sở tề quan tò mò hỏi. Có ai tới nhà không? Mùi mùi lắc đầu. Là trần thẩm bên cạnh dẫn người tới tìm nương. Sở tề quan ánh mắt hơi ngưng tụ, kết hợp hai ngày này trong thôn kiến thức, trong lòng đã có một ít suy đoán. Hắn chạy đến ngoài cửa nhà đất, vẫn tai nghe mấy người trong phòng nói chuyện với nhau. Trong nhà đất nho nhỏ, Ngoại trừ một cái bàn thấp cũng chỉ có một cái giường đất. Nhưng ngay trong ngôi nhà gần như nghèo rất mồng tơi này, lúc này có sáu người chen chúc. Ngoại trừ mẫu thân của nhị cẩu ra, còn có trần thẩm nhà hàng xóm bên cạnh, lý trưởng nơi đây, cùng với quản gia và hai người hầu của vương gia. Giờ phút này mẫu thân của nhị cẩu đang vẽ mặt ảm đạm cùng một gã trung niên bộ dáng quản sự nói chuyện. Trung niên nhân kia mặc áo cổ tay hẹp màu lam, cuốn khăn trùm đầu, tay phải vuốt trâu dê, hai mắt thường thường chuyển động một chút, để lộ ra chút khôn khéo. Nhị cậu mẫu thân thấp giọng nói ra: "Vương quản gia, thanh dương huyện lý ruộng hạng bình quân giá chính là 10 lượng bạc một mẫu, coi như là tai niên cũng đủ có thể bán được 5 lượng một mẫu, ngươi hiện tại mở miệng liền muốn bốn lượng bạc một mẫu liền muốn mua nhà ta ruộng, thật sự là không cho đường sống." Nam nhân được xưng là vương quản gia sờ sờ râu dê của mình, chậm rãi nói: "Nương tử Chu gia đây không phải là lão phu khi dễ nàng. Năm nay thu hoạch không tốt, tất cả mọi người không dễ dàng." Nhị cậu mẫu thân thấp giọng nói. "Nhưng mà." Vương quản gia trừng mắt một cái, không kiên nhẫn nói. "Trong đất gặp hạn hán, tất cả mọi người giao không lên triều đình lương thuế, lão gia nhà ta phát thiện tâm muốn mua lại các ngươi điền sản, để cho trong trang đại gia hỏa đều có thể nộp lên thuế lương thực, năm sau lại đem đất tiện nghi cho các ngươi thuê." ngươi còn không biết tốt xấu. Một gã hán tử khác mặc áo ngắn, làn da thô ráp chính là lý trưởng phụ trách thúc giục thu thuế lương thực. Vương triều đại hán hiện giờ lấy trăm hộ gia đình làm một dặm, do mười hộ gia đình điện đa đinh thay phiên nhau làm trưởng ban, một năm một vòng, chuyên môn phụ trách thúc giục thu thuế má và lao dịch. Chỉ thấy, lý trưởng, tức giận nói. Nhị cậu mẹ nó, nếu không nộp lương thuế, đến lúc đó buộc nha dịch huyện đến thu thuế, sẽ không dễ nói chuyện như người một nhà chúng ta. Vương quản gia còn nói thêm. Nhà ngươi nếu là không muốn bán ruộng, vậy liền mượn chút ấn tử tiền trước nộp thuế lương lại nói. Nghe được tiền in, mẫu thân nhị cậu vội vàng lắc đầu, tiền in này chính là vương gia cho vay nặng lãi, lăng lợi đứng lên đem nhị cậu bán cũng trả không nổi, trong thôn vài hộ gia đình mượn về sau đều bị ép đến cửa nát nhà tan, mẫu thân nhị cậu trăm triệu lần không dám mượn. Cứ như vậy bị một trận khuyên bảo, mẫu thân nhị cậu đã sớm thất thần vô chủ theo bản năng gật đầu, liền muốn ký tên đồng ý, đồng ý bán ruộng trong nhà. Chờ một chút. Đúng lúc này, sắc mặt tái nhợt sở tề quan đẩy cửa đi vào, nhìn mấy người một cái. Nương, người muốn bán ruộng. Thiếm Trần nhíu mày nói. Cậu tử, bên này không có chuyện của con, con đi chơi với em gái trước đi. Bao nhiêu người muốn đầu nhập vương gia còn không đầu nhập được, các ngươi ở vương gia làm tốt, vừa không cần nộp thuế má, cũng không cần ứng tuyển lao dịch, đây mới thật sự là ngày tốt. Sở tề quan biết đây là vương gia muốn thừa dịp hạn hán năm nay đến thôn tính ruộng đất, hắn ngăn cản mẫu thân hỏi. Chúng ta năm nay muốn giao bao nhiêu ruộng phú? Mẫu thân nói. Hai thạch mạch tử, chiếc ngân hai lượng hai tiền. Sở tề quan nhíu mày, chậu thu hoạch lương thực trong huyện chứa đầy một chậu không nổi, đó chính là một đấu. Mười đấu chính là một đá, thịnh một đấu tính một đấu. Về phần chiếc ngân hai lượng hai tiền, là huyện Thanh Dương bên này mấy năm trước đã thực thi chiếc ngân trưng thu, cũng chính là không thu lương thực các loại hiện vật, mà là thu bạc đồng giá làm thuế phú. Mà mười tiền thì tương đương với một lượng bạc, tổng cộng cũng chính là 2,2 lượng bạc. Nghe được mẫu thân nói hai thạch lúa mạch, hắn nhíu mày. Năm ngoái không phải mới muốn năm đấu sao? Lý trưởng một bên không kiên nhẫn nói năm nay trong huyện Đại Lão Gia mới nhậm chức, muốn truy nộp mấy năm trước thiếu thuế, chúng ta toàn bộ thanh dương huyện đều là một mảnh gà bay chó sủa, cũng không chỉ là một nhà ngươi muốn bổ sung đi qua lỗ thủng. Sở tề quan chậm rãi mở miệng nói. Nhà chúng ta một năm bốn mùa ở trong đất đào thực, cả đất, gieo trồng, bón phân, tưới nước, thoát cốc. Ngoại trừ làm ruộng còn phải ứng phó lao dịch, sẽ không có một ngày nào rảnh rỗi. Một năm qua, cũng chỉ thu hoạch năm sáu thạch lúa mạch hàng năm nộp điền phú đinh thuế bên ngoài lại còn có huyện nha gia phái quân bình tiền vật liệu tiền xe chân tiền khố tử tiền mọi thứ đều phải thu tiền giao xong còn có tiền bái thần trong đạo quán cùng các thường lệ hiếu kính ngoài ra muốn tìm thương nhân lương thực đổi bạc nộp thuế lại muốn bị bóc lột một phen lương thực chúng ta giao lên phải phơi khô lột xác hỏi bọn họ mua lương thực lại đều là phía dưới trộn nước đổi đấu thường xuyên qua lại đồng dạng một đấu lúa mặt bạc liền kém hơn một thành bận rộn một năm tối đa cũng chỉ còn lại có hơn bốn thạch lương thực chia cho một nhà ba người chúng ta bày đến mỗi ngày chính là một người một ngày hơn bốn lạng còn cần dùng để đổi chút dầu muối thêm chút quần áo một người như vậy một ngày còn lại bao nhiêu các cậu nghĩ đã đủ ăn chưa nếu không phải bắt cá tôm dưới sông sau núi đào măng giữa núi ăn núi giữa nước ăn nước chúng ta đã sớm chết đói rồi. Thiếm Trần ở một bên nghe vậy, quay đầu đi, trong mắt cũng hiện lên một tia không đành lòng. Lý trưởng lại tức giận nói. Thu lương nộp thuế, từ xưa đến nay chính là thiên kinh địa nghĩa, còn muốn ngươi đến phân chia. Sở tề quan lại không bị dọa, hơn nửa triệu chứng trên người cũng theo lời hắn nói mà nhanh chóng biến mất. Cảm nhận được loại tình huống này, hắn cũng bất chấp rất nhiều, quyết định giảm bớt bệnh trạng trước rồi nói sau vì thế hắn tiếp tục nói cấp trên các đại nhân muốn thanh toán nợ thuế nhưng nhà ta hàng năm giao đủ này năm mẫu đất lương thuế chỉ nhiều không ít rốt cuộc là ai đang thiếu nợ mọi người ở đây đều biết vương gia trang thiếu nhiều điền thuế nhất chính là địa chủ vương gia lớn nhất trong thôn bọn họ đầu tư cho đạo quán điền sản đem canh điền giấu ở mấy nhà tuyệt hộ phía dưới dùng hết các loại biện pháp trốn thuế trốn thuế nhưng bất luận là lý trưởng hay là hương dân bình thường đối với việc này đều không thể tránh được, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía thôn dân càng bần nhược. Hết chương này. Chương 5 Thoải mái dễ chịu, cảm tạ, người qua đường gạch chéo, lại một lần minh chủ đánh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Thoải mái, cảm tạ người qua đường nể lại một lần minh chủ khen thưởng mấy ngày nay sở tề quang đã sớm nghe nói trong thôn các trưởng thôn tranh nhau thu lương sự tình tìm đều là trong thôn nghèo nhất tốt nhất khi dễ thôn dân mà từ khi phụ thân ca ca lên núi đốn củi mất tích về sau nhị cẩu gia chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu ba người cũng đã trở thành trong thôn có ít người trong mắt mềm yếu có thể lấn dê béo vương quản gia ngón tay chỉ vào sở tề quang tức giận mắng thật sự là phản ngươi rồi có biết cái gì gọi là nước chảy tri huyện làm bằng sắc nha môn, ngươi muốn đem toàn bộ thôn trên dưới đều hại chết sao? Ánh mắt sở tề quan chợt lóe, căn cứ vào trí nhớ của nhị cẩu và tình báo sở tề quan thu thập được, dựa theo chế độ triều đại Hán, huyện nha phụ trách quản lý huyện thành và một số thôn xóm trong khu vực hành chính, như vương gia trang và nông thôn phụ cận đều do huyện thanh dương quản hạt. Mà kết cấu hành chính trong đó lại cực kỳ giống với minh triều trên địa cầu sở tề quan trong đầu như điện quan hiện lên trong huyện tình huống, trong lòng nhìn không được tuôn ra một ý nghĩ. Cái này đại hán triều huyện nha kết cấu cùng minh triều tình huống phi thường giống nhau, lẫn nhau cấu kết đè ép bách tính đứng lên cũng không có gì khác biệt. Thế giới này sẽ là thế giới song song sao? Nhưng nghe được vương quản gia chỉ trích, sở tề quan lại không thèm để ý, dựa theo trí nhớ của nhị cẩu để phán đoán, tài lực, mạng lưới quan hệ của tiểu địa chủ vương gia này đều rất có hạn nhà môn ở trong miệng bọn họ đại đa số thời gian chính là dùng để hù dọa người. Cảm thụ được trên thân thể bệnh trạng giảm bớt, sở tề quan chậm rãi nói ra. Trong thôn phú hộ trốn tránh thuế má lao dịch, dựa vào cái gì muốn chúng ta tới tiền bổ sung. Vương quản gia ngữ khí lạnh như băng nói. Các ngươi chờ đi, nếu không là lão gia nhà ta những năm gần đây trạch tâm nhân hậu mua các ngươi điền, các ngươi đã sớm bị bắt vào trong huyện, tịch thu điền sản, sau đó lưu đầy ba ngàn dặm. Nói xong, vương quản gia đã mang theo hai gã sai vặt, đi ra ngoài phòng. Lý trưởng cũng đứng lên, nhìn về phía mẫu thân nhị cậu nói. Huyện còn chờ trả lời. Còn một tháng nữa là hết hạn, đến lúc đó thu thuế lương thực không đủ, ai cũng đừng nghĩ tốt. Nhìn hai người làm bộ muốn đi, mẫu thân nhị cậu lại có chút lúng cuốn, trần thẩm ở một bên nói. Nếu gom không đủ lương thuế, hương thân phụ cận đều bị ngồi liên tục sở tề quan càng nói càng rạng rỡ, triệu chứng khó chịu cả người quét sạch, hắn dứt khoát nói tiếp. Để huyện điều tra, điều tra rốt cuộc là ai có vấn đề? Lý trưởng trừng mắt một cái, chỉ vào sở tề quan mặt nói. Các ngươi liền nháo đi, tốt nhất nháo đến toàn trang trên dưới đều bị liên lụy, mọi người cùng nhau xong đời. Trong nhà đất, nhị cậu mẫu thân nhìn mọi người rời đi lo lắng. Cậu tử, nếu náo loạn tới huyện, phải làm thế nào cho phải a? À? sở tề quan vỗ vỗ bả vai mẫu thân mẫu thân yên tâm chuyện này không nháo đến huyện người của vương gia tự mình giấu giếm đinh điền nhiều nhất trốn thuế cũng là nhiều nhất trong nhà bọn họ vừa không có tú tài càng không có cử nhân chính là dựa vào xu thế hoành hành bá đạo ngày xưa ở quê nhà lại hối lộ mấy thư lại lúc này mới có thể giấu giếm được cho dù chúng ta không nộp bọn họ cũng sẽ đem thuế lương thực góp vào bọn họ mới không dám đem sự tình đâm tới trước mặt tri huyện mới tới. Như vậy bọn họ còn phải tốn nhiều bạc hơn mua thông báo huyện, so với nhà chúng ta có thể ép ra mấy mẫu ruộng, mấy lượng bạc nhiều hơn, bộ dáng hẹp hòi của vương gia mới không nở. Sở tề quan lắc đầu. Chuyện này, bọn họ tất nhiên sẽ lựa chọn giải quyết trong trang. Theo cách làm của bọn họ năm ngoái, đơn giản là muốn đánh phục người khác. Sắc mặt lo lắng của mẫu thân nhị cậu cũng không ít nhưng cứ như vậy. Sở tề quan cười cười, tính toán kỹ càng nói. Không có việc gì, ta tự có biện pháp. Nhìn bóng lưng mấy người vương quản gia trời đi biến mất, trong lòng sở tề quan một trận khoan khoái, vốn là loại nôn nóng, phiền muộn này trong nháy mắt quét sạch, mồ hôi cũng không ra, chân cũng không run, dấu hiệu vừa mới phát bệnh tất cả đều không còn, cảm giác mình lại được rồi. Sở tề quan trong lòng vừa thoải mái vừa bất đắc dĩ nghĩ quả nhiên là tật xấu này. Đang chú ý đến chứng rối loạn nhân cách ỷ lại, ngoài tôi ra thì không tìm được bệnh tâm lý nào mà người thứ hai mắc phải. Ai, một khi nghiện, không hung hăng oán hận mấy người nhìn không vừa mắt, không nổi bật một chút sẽ khó chịu chết. Cam. Cảm ơn, không kết thúc, 23.333 cảm tạ phong vũ cùng ca hai vạn phần thưởng. Cảm tạ, linh tinh gạch da, một vạn ba ngàn thưởng cảm ơn giải thưởng bốn Cảm tạ Cương Chi Đậu Đinh S. Quốc, vạn thưởng. Cảm tạ Thiếu Nữ Nô Lệ, vạn thưởng. Hãy cảm ơn Billy, vạn thưởng. Cảm ơn Giang Ái Quốc, vạn thưởng. Cảm ơn các vị bằng hữu vừa mở sách đã ủng hộ như vậy, quyển sách này ta nhất định sẽ cố gắng viết tốt. Cho mọi người một phần trải nghiệm vui vẻ. Hết chương này. Chương 6 tế tự, cảm tạ, áo lan sữa bột khỏe mạnh, minh chủ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Tế tự, cảm tạ áo lan sữa bột khỏe mạnh minh chủ khen thưởng, bên kia, lý trưởng đuổi theo vương quản gia đi trước một bước, tức giận nói. Năm ngoái nương tử chu gia đều là người nói chuyện tốt nhất, không nghĩ tới năm nay nhị cậu này lại không hiểu chuyện như thế, ta nhất định sẽ giáo huấn hắn thật tốt, để hắn bồi thường nợ thuế vương quản gia ngừng nói, hừ một tiếng thản nhiên nói. Ngươi định làm như thế nào? Lý trưởng mỉm cười nói. Không thu được thuế, bọn họ xung quanh một giáp mười hộ đều phải chịu liên tọa, cho dù ta không động thủ, hắn những kia hàng xóm đều muốn hắn dễ chịu. Nếu là hắn còn không phục, liền để cho trương đại bọn họ tới cửa, đem hắn đánh phục chính là. Bên kia, sở tề quan cảm thụ được trong lòng thoải mái, nhưng là lắc đầu, biết mình cầm này bệnh tâm lý không có biện pháp gì, hắn vẫn là tự hỏi lên chính mình bây giờ tình cảnh. Trong lúc suy nghĩ, hắn cảm giác sau khi chứng nghiện lần này của mình qua đi, tự hồ đầu óc đều càng thêm rõ ràng một chút, các loại ý nghĩ ung ung kéo đến, có thể càng thêm cao tốc suy tư hình thức hôm nay. Thật giống như là bù đắp chính mình này nghiện về sau, đầu óc biến thông minh. Bất quá sở tề quan trong lòng có chuyện, chỉ cho rằng đây là một loại ảo giác tâm lý, cũng không có để ở trong lòng hôm nay ta chỉ tạm thời đuổi bọn họ đi, báo thù chỉ sợ rất nhanh sẽ tới. Vương gia thủ đoạn quá thô thiển, nếu đổi lại là ta, ít nhất có mười mấy biện pháp đem vương gia trang chế tạo thành một mảnh thùng sắt, tri huyện cũng đừng nghĩ dễ dàng xen vào tay. Sở tề quan nghĩ mình nếu có thể xuyên qua cái địa chủ bắt đầu, cũng không đến mức giống bây giờ thảm như vậy. Hiện tại làm bình dân bách tính một phương mà nói, đối phương ưu thế quá lớn, hắn muốn phản kích liền khó khăn một chút tuy rằng sở tề quan trong lòng đã nghĩ tới vài cái thủ đoạn, nhưng trong lòng bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng còn không có hạ quyết tâm dùng biện pháp nào. Tối nay có muốn đi tìm con mèo kia không? Nhị cẩu mùi mùi bên kia nhìn nhị cẩu vẻ mặt thoải mái, tò mò hỏi. Ca, ngươi kéo quần lên. Sở tề quan giật giật khóe miệng. Đúng vậy, đang muốn tìm thứ gì đó lau mông. Nói xong liền đưa tay chọc lấy. Nhị cẩu mùi mùi sợ tới mức hoảng hốt, Ông đầu chạy ra ngoài, miệng hô to. Nương. Ca ca ta hắn kéo quần lên. Còn muốn dùng ta đến lau mông. Sở tề quan cả giận nói. Ngươi câm miệng cho ta. Trong lòng hắn nghĩ nếu như bị mùi mùi ở trong thôn la to một phen, vậy thật sự là tử vong mang tính nông thôn, cả đời này cũng không có cách nào gặp người của vương gia trang này. Hắn nhanh chóng đè em gái lại, hung hăng nói. Còn gọi bậy nữa sẽ không cho em ăn cơm nghe không thể ăn cơm, em gái lập tức che miệng mình lại, sau đó buồn bực nói. Em cái gì cũng không biết. Tiếp theo nàng lại cẩn thận từng ly từng tí túng lấy quần áo rách trên người sở tề quan, đáng thương hề hề nói. Ca, ta không nói cho người khác biết ngươi kéo quần lên, ngươi đừng dùng ta lau mông có được hay không. Sở tề quan tức giận lườm cô một cái, miễn cưỡng giải thích. Lão tử không kéo ra, lão tử nghẹn lại rồi. Nhìn thấy mùi mùi an tĩnh lại, sở tề quan lúc này mới ngồi xuống ghế thấp trong tiểu viện, bắt đầu tự hỏi thế cục trước mắt. Muốn đối phó vương gia, biện pháp không ít, nhưng không thể dùng quá mức. Sở tề quan trong đầu cũng nghĩ tới mấy cái lợi dụng hắn ở trên địa cầu kiến thức đi nâng cao chất lượng cuộc sống biện pháp, nhưng lại nhì cẩu trong trí nhớ từng đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức làm cho hắn vững vàng áp chế chính mình ý nghĩ này, không dám có chút dị động. Đạo quan Sở tề quan lại hồi tưởng lại trong trí nhớ của nhị cẩu, cảnh tượng bách tính bái thần, kính thần, tế tự, từng bóng người bị ném xuống sông trực tiếp chết đuối. Hết chương này. Chương 7 Lên núi, cảm tạ, hai cái lớn quả dứa, minh chủ khen thưởng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Lên núi, cảm tạ hai trái dứa lớn minh chủ khen thưởng, trong đầu sở tề quan đến nay vẫn nhớ rõ giữa ban ngày ban mặt, từng thôn dân bộ mặt dữ tợn, vẻ mặt hưng phấn. Đạo quán ở trong thế giới này không chỉ là hạng người trảm yêu trừ ma trong câu chuyện nữ thi kia, mà còn là một ngọn núi lớn đè ở trên đầu bách tính. Vương Gia Trang của Sở Tề Quang nằm ở huyện Thanh Dương dưới Linh Châu. Mà ở trong huyện Thanh Dương này, Vương Gia hoành hành ngang ngược ở Vương Gia Trang cũng chỉ có thể xem như một tiểu địa chủ. So ra, đạo quán trong huyện mới thật sự là quái vật khổng lồ chẳng những chủ trì một huyện hơn 10 vạn dân chúng các loại việc gã cưới, tan tán, giảng kinh, thăm viếng, hàng yêu, còn có vô số đại hộ đem ruộng đất thông qua phương pháp đầu hiến nhập vào môn hạ, chỉ vì trốn tránh thuế má. Dù sao đạo quán không cần nộp thuế cũng không có lao dịch. Cái này vương gia trang toàn trang trên dưới, thậm chí toàn bộ thanh dương huyện người trong đều tín ngưỡng huyền nguyên đạo tôn, hơn nữa cực độ cung nhiệt đạo sĩ trong huyện thậm chí còn có thể đem thôn dân mà bọn họ cho là ma đầu bắt lại chìm sông. Về phần nguyên nhân dìm chết người ta, sở tề quan xem ra vừa hoang đường vừa buồn cười. Có người bởi vì mặc loạn quần áo đã bị hoại nghi thành ma đầu, có thanh danh không tốt bị bắt lại, có người có vấn đề tinh thần cũng bị bắt lại, thậm chí có một số người trong mắt sở tề quan chỉ là bởi vì đắc tội với đạo sĩ trong đạo quán cũng bị bắt lại chìm sông, điền sản trong nhà toàn bộ bị giá thấp mua chuột vừa nghĩ tới đây đến từ xã hội hiện đại sở tề quan chính là một trận ác hàng không dám lại có quá mức vượt lên trước biện pháp trước khi có đủ địa vị và sức mạnh vẫn phải dùng biện pháp phù hợp với phong cách xã hội này để làm việc lương thuế lao dịch địa chủ quan lại tôn giáo những thứ này giống như từng ngọn núi lớn đè lên người nông dân nghèo như nhị cẩu ép tới mức bọn họ không thở nổi suy tư tình trạng hiện tại của mình trong lòng sở tề quan mơ hồ đưa ra quyết định. Dù sao hắn hiện tại tình huống đã gặp phải không thể lại gặp, mà con mèo kia nếu quả thật là cái gì yêu ma quỷ quái muốn hại hắn, hắn tự hồ cũng không có cách nào chống cự yêu quái. Càng có một điểm sở tề quan không có nhận ra, đó chính là trong lòng của hắn không ngừng hiện ra hảo cảm đối với con mèo da cam kia, ảnh hưởng hắn làm ra quyết định hôm nay. Mẫu thân nhị cậu ở một bên thang ngắn thở dài một trận, dưới sự an ủi của sở tề quan vẫn vào phòng bếp bận rộn, chỉ chốc lát một cổ mùi thơm liền truyền ra. Sở tề quan cùng mùi mùi ngửi mùi thơm liền đi tới, ánh mắt thẳng tắp nhìn mẫu thân lấy hai cái bánh mì nướng tới nướng lui, trong miệng không ngừng nuốt nước miếng. Mẫu thân cầm bánh mì nướng ngửi rồi ngửi, cuối cùng có chút không nở đưa bánh mì cho nhị cẩu và mùi mùi. Các con ăn đi. Nhìn dáng vẻ gầy gò vàng vọt của cô, sở tề quan không đành lòng nói mẹ cũng ăn một chút đi. Mẫu thân mỉm cười nói. Ta ngửi là no rồi, các ngươi ăn đi. Trong lòng sở tề quan âm thầm thở dài, nhị cậu mùi mùi bên cạnh đã cầm bánh mì ăn như hổ đói. Nhị cậu mẫu thân răng dậy. Chậm một chút, đừng sặc. Nàng ngửi mùi bánh mì truyền đến, nhìn không được bụng hơi co quắp, cuối cùng vẫn đi đến vài nước trót chén nước uống. Đêm hôm đó, sở tề quan chờ sau khi mùi mùi và mẫu thân ngủ thiếp đi, liền cẩn thận rời giường, chạy tới sau núi. Địa phương Vương Gia Trang được xưng là Hậu Sơn cũng không có tên gì, chỉ là một mảnh núi hoang, trên núi phần lớn là rừng trúc, thôn dân phụ cận thường xuyên lên núi chặt chút trúc gia dụng, hoặc là đào chút măng trúc đi huyện bán lấy tiền. Giờ phút này phần lớn địa phương trong núi đều một mảnh đen kịt, sở tề quan cũng không biết hiện tại rốt cuộc là mấy giờ, cũng may tối nay ánh trăng sáng ngời, chiếu ở trên đường núi, để cho hắn có thể miễn cưỡng thấy rõ con đường phía trước chậm rãi hướng về đỉnh núi phương hướng đi tới. Cũng không biết con mèo kia rốt cuộc đang đợi ta ở đâu, núi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cho dù một người sống sót có bị bỏ lại trong núi này, nếu tìm cả đêm cũng chưa chắc đã tìm được, huống chi là một con mèo. Treo đến giữa sườn núi sở tề quan thở hỗn hỉnh, cảm giác được thân thể thì càng ngày càng mệt mỏi, càng ngày càng lạnh, trong bụng càng là không ngừng nhúc nhích, truyền đến mãnh liệt cảm giác đói khát thân thể này quá yếu. Đêm càng lúc càng sâu, trong núi rừng truyền đến vài tiếng gào thê lương, như là dạ kêu hoặc là sơn hồ, xen lẫn trong gió đêm xa xa lay động. Gió lạnh nương theo tiếng gào thét thổi qua trên người sở tề quan, làm cho hắn đã quen với cuộc sống thành thị hiện đại nhìn không được nổi lên một mảnh da gà, trong lòng đối với đêm khuya lần này lên núi mơ hồ có chút hối hận. Hắn đột nhiên đối với chính mình lần này hành động sinh ra một tiên nghi hoặc, bình thường hắn vốn không nên như thế xúc động liền lên núi. Hay là trở về đi. Vương gia cũng có thể dùng biện pháp của ta đối phó. Ngay khi sở tề quan xoay người lại, trong rừng trúc sau lưng mãnh liệt có mấy đạo u quan màu xanh biếc bốc lên, tự như quỷ họa ở trong bóng tối theo gió phiêu vũ. Sở tề quan trong lòng căng thẳng, không đợi hắn làm ra phản ứng, mấy đoàn quỷ hỏa kia giống như là phát hiện hắn, phiêu hốt hướng hắn bay tới sở tề quan mãnh liệt sờ chặt sài đao giấu trong ngực trong nháy mắt theo quỷ hỏa lao ra khỏi bóng tối rừng trúc hai đạo thân ảnh thấp bé đã vặn vẹo đi ra thân hình bọn họ thấp bé tự như trẻ sơ sinh một hai tuổi động tác đứng thẳng quái dị nhìn thấy trong lòng sở tề quan càng ngày càng khẩn trương thẳng đến thấp bé thân ảnh đều bại lộ ở dưới ánh trăng sở tề quan lúc này mới thấy rõ xuất hiện ở trước mặt hắn chính là hai con mèo hoang hoa văn khác nhau vừa mới nhìn thấy lục sắc quỷ hỏa nguyên lai là những này mèo con trong mắt lục quan. Đây là Mèo hoang lúc trước cùng em gái chơi đùa. Để cho sở tề quan kinh nghi bất định chính là trước mắt hai con mèo hoang không có chút nào bình thường lười biến hoặc là dịu ngoan, mà là dùng chi sau hai cái chân người đứng lên, hai tay tạo thành chữ thập, tự như nhân loại đồng dạng hướng hắn chấp tay thở dài. Sở tề quan trong lòng thầm kinh hãi Chẳng lẽ không chỉ mèo quyết? hai con mèo này cũng là yêu quái. Mèo trắng cầm đầu dùng chân trước hướng sở tề quan chiêu chiêu, sau đó kêu một tiếng, liền xoay người đi, tự hồ là muốn dẫn đường cho sở tề quan. Sở tề quan nghĩ. Đây chỉ sợ là con mèo cam kia phái bọn họ tới dẫn đường cho ta. Trong lòng hắn vốn còn có chút do dự, nhưng vừa nghĩ tới con mèo quyết trong trí nhớ của nhị cẩu, liền có một loại tín nhiệm khó hiểu lần nữa dâng lên, hạ quyết tâm, liền theo miêu nhi đi vào trong rừng trúc cảm tạ, hào giao, vạn thưởng. Cảm ơn giải thưởng của Yotaro. Cảm ơn giải thưởng QIQXXXXX, quy, quy, hết chương này. Chương 8 Kiều Trí Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Kiều Trí sở tề quan thâm từng bước từng bước đi sâu vào rừng trúc, trăng sáng trên đỉnh đầu bị rừng trúc càng ngày càng dày đặc che chắn, làm cho bốn phía có vẻ càng mơ màng, quỷ dị tâm sở tề quan càng nhảy càng nhanh tinh thần cũng càng ngày càng khẩn trương trong lúc bất chợt một trận cuồng phong thổi qua nương theo rừng trúc ào ào điên cuồng run rẩy trong tai sở tề quan truyền đến tiếng gào khóc liên tiếp như sói như hồ lại có từng đạo bóng đen phóng lên cao tựa như thần quỷ trong chuyện xưa thăm sơn lão yêu ban đêm tuần núi rừng muốn bắt người hút máu núi rừng đêm khuya mèo yêu gào khóc bóng đen cảnh tượng trước mắt làm cho sở tề quan cảm giác mình thật giống như là một đầu chui vào yêu ma hang ổ bên trong, có vô số đôi mắt tham lam tại máu thịt của hắn đi lên hồi càng quét. Lại cúi đầu nhìn, dẫn đường hai con mèo hoang đã càng chạy càng xa, sắp biến mất ở trong bóng tối. Sở tề quan hô to một tiếng, liền ra sức đuổi theo, hai con mèo hoang kia tuy rằng người đứng mà đi, nhưng thân thể vặn vẹo như rồng như rắn, tựa hồ ẩn chứa nhịp điệu thần bí nào đó, tốc độ càng không chậm chút nào, đảo mắt đã đem sở tề quan càng ném càng xa. Mắt thấy hai con mèo yêu kia biến mất trong bóng tối, sở tề quan lại chạy vội vài bước, liền phát hiện mình đã lao ra khỏi rừng trúc, đi tới một mảnh đất trống. Cảnh tượng trên mặt đất đập vào mi mắt của hắn, làm cho hắn khiếp sợ tại chỗ, tim đập tựa hồ cũng chậm nửa nhịp. Chỉ thấy các loại mèo hoang, chó hoang, hồ ly, quạ đen, chim sẽ đồng loạt vây quanh một tảng đá lớn, bọn họ hoặc ngồi sống hoặc ngồi, rung đùi đắc ý phát ra âm thanh ly kỳ cổ quái, giống như là học đường đi theo tiên sinh đọc kinh điển. Hai con mèo hoang dẫn đường đi tới trước tảng đá lớn quỳ rạp xuống, giống như là học sinh khấu kiến lão sư, trong miệng càng phát ra tiếng nói chuyện non nớt lại có chút miệng lưỡi không rõ, giống như là oa oa học nói hài đồng. Mà trên tảng đá lớn ở giữa, một con mèo đang khoanh chân ngồi, ánh mắt sắc bén quét về phía sở tề quan. Nương theo ánh mắt mèo quyết, giả thú vây quanh bốn phía cũng tất cả đều nhìn về phía sở tề quan trong một đôi con ngươi xanh mơn mởn tràn ngập tình cảm không phải người nhìn thấy trong lòng sở tề quan hơi phát lạnh ngươi đến rồi à con mèo quất gật đầu với sở tề quan sau đó nhìn về phía các loại thú khác há mồm nói đừng phân tâm làm tốt bài tập của mình ta không phải đã nói rồi sao thái sơn sụp đổ phía trước mà sắc không thay đổi nài hưng phấn bên trái mà mắt không chớp đây chính là sự khác biệt giữa người và thú. các ngươi về sau gặp người gặp chuyện phải trấn định tự nhiên, không hề gặp chút gió thổi cỏ lay liền chim chạy trối chết, lan bôn thủy đột, đây mới xem như có thành tựu, dần dần thoát khỏi khí tức thú loại. mèo quyết nhấn từng chữ rõ ràng, rõ ràng từng chữ, đặc biệt là từ từ nói ra, tràn ngập một loại cảm giác lão học nghiên trong thư viện, loại cảm giác văn minh này hòa tan khí tức thú vật ở đây, cũng làm cho sở tề quan vốn khẩn trương dần dần trấn định lại mà nương theo tiếng hắn nói chuyện, đám thú vật khác ngoan ngoãn quay đầu lại, lại rung đùi đắc ý nhắc tới. Chỉ có mấy con hồ ly, mèo hoang vẫn không khắc chế được lòng hiếu kỳ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sở tề quan. Nhìn trước mắt một màn này, sở tề quan trong nháy mắt tâm tư cực độ biến hóa. Còn có nhiều như vậy yêu quái. Bóng đen vừa mới nhìn thấy trong rừng trúc, chỉ sợ cũng là yêu quái tương tự đi. Lúc trước tuy rằng mèo quyết cùng hắn hàng huyên nói chuyện, nhưng sở tề quan đối với thực lực của con mèo này cũng không biết. Hiện tại nhìn thấy nhiều chim bay cá nhảy như vậy đều bị con mèo này chỉ huy gọn gàng ngăn nắp, giá trị của đối phương trong mắt hắn lập tức tăng lên rất nhiều. Tuy rằng giờ phút này sở tề quan còn bất quá một phạm nhân, nhưng nhìn trước mắt yêu vật nhóm, trong lòng lại mơ hồ dâng lên một cái ý nghĩ. Nếu như ta có thể được những yêu quái này trợ giúp, thậm chí khống chế những yêu quái này, chính là một cái vương gia lại tính là cái gì? sở tề quan lập tức hai tay ôm quyền, trên mặt biến thành vẻ sùng bái, há miệng khen tặng. Đại sư quả nhiên là tiên trong mèo, điểm hóa khí độ thương sinh, thật là phúc của thiên hạ, phúc của đại hán. Thân thể mèo quýt vốn khoanh chân ngồi trên tảng đá khẽ bắn lên, liền trực tiếp đứng lên, tiếp theo thân hình vừa động, liền giống như thuấn di xuất hiện trước mặt sở tề quan. Nghe được sở tề quan nói, râu mèo cam rung lên, khóe miệng cũng không nhìn được nhếch hoa hắn tuy rằng biết nói chuyện, nhưng đại hán vương triều khắp nơi đều có đạo quán tọa trấn, hắn nào dám tùy ý cùng người nói chuyện, nhiều năm qua đã sớm ngột ngạt không được. Về phần thủ hạ những con thú này, có thể nói thêm vài chữ đã là thông minh, trông cậy vào bọn họ thổi phòng chính mình đó chính là nằm mơ. Giờ phút này nghe được sở tệ quan nói như vậy, lập tức liền cảm thấy đối phương vừa nhìn liền thành thật đôn hậu, nói chuyện dễ nghe. Hắn hai tay cổng ở phía sau, vòng quanh sở tề quan đi một vòng nói. Năm ngày trước ta cũng cảm giác nguyên thần của ngươi nhảy thoát, khí huyết cũng có thoát chân tẩu hỏa chi tướng, tiếp theo lại dần dần bình phục xuống, liền hoài nghi ngươi đã thức tỉnh túc thế trí tuệ, hôm nay thử một lần, quả nhiên như thế. Đổi lại là quá khứ thứ ba cẩu, đó là tuyệt đối không dám trong đêm khuya một mình đến trên núi gặp ta. Nhìn thấy một con mèo quýt đứng thẳng lên như vậy, rung đùi đắc ý bình luận mình sở tề quang luôn cảm giác có loại cổ quái nói không nên lời nghe được ý tứ trong tranh của đối phương trong lòng căng thẳng bất quá trên mặt hắn cũng không thay đổi chút nào cung kính đại sư quả nhiên tuệ nhãn vô song ta mấy ngày nay đích xác cảm thấy đầu này càng dùng tốt râu mèo cam run rẩy ý cười dịu dàng nhìn sở tề quang này đừng gọi tôi là đại sư gọi tôi là kiều trí là được phát hiện đối phương không có chọc phá thân phận người xuyên việt của mình Sở Tề Quang hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn những con thú giống như học sinh được dạy dỗ kia, liền đoán con mèo này là một người thích học người còn dễ làm thầy. Mà một cái xưng hô là có thể mua chuộc tâm mèo, hắn đương nhiên muốn nói lớn đặc biệt. Sở Tề Quang. Kiều đại sư học Nghiên Thiên Nhân, dạy thú vật nói chuyện càng có phong phạm thánh hiền cổ xưa, xứng đáng với hai chữ đại sư. Kiều Trí cái đuôi vẫn lên càng lúc càng cao. Cái này giáo hóa yêu vật là hắn hai năm nay đắc ý nhất sự tình, giờ phút này bị Sở Tề Quan nói ra, làm sao có thể không vui. Lập tức hai người cười cười nói nói, dưới sự tiếp cận tận lực của Sở Tề Quan, bầu không khí đã trở nên càng ngày càng hòa hợp. Kiều Trí nhìn thấy bộ dáng cung kính của Sở Tề Quan, trong lòng thầm nghĩ. Dù sao lúc trước chỉ là một tiểu tử nông thôn, cho dù thức tỉnh túc tuệ, bị Kiều gia ta bày ra một phen thủ đoạn tiên gia liền hoàn toàn bái phục. Sở Tề Quan nhìn cái này mèo sau lưng cái đuôi hận không thể công đức bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ. Dù sao cũng là cái nông thôn yêu quái, tùy tiện thổi vài câu liền quên hết tất cả. Trong lòng nghĩ làm thế nào để lợi dụng đối phương, Sở Tề Quan bề ngoài xem ra lại càng cung kính lễ độ, xem thời cơ kém không nhiều lắm, lúc này mới hỏi. Kiều đại sư còn thỉnh giáo ta, ta đây rốt cuộc là tình huống gì? Quốc Miêu nhiều năm qua ở trong núi tu luyện, nhưng có đạo quán tọa trấn, ngày xưa căn bản không dám ở trước mặt người triển lộ thần dị, tự như là cẩm y dạ hành. Hôm nay khó được một nhân loại tôn trọng như vậy đối đãi, kiều đại sư xưng hô này càng làm cho trong lòng hắn vui mừng, nhìn về phía sở tề quan ánh mắt càng phát ra hòa ái. Mở ra túc thế trí tuệ, ngươi cái này đầu trở nên thông minh cũng rất hợp lý. Về phần ngươi lấy đâu ra túc thế trí tuệ, đó là ngươi vốn là trên trời trích tiên, ta bây giờ chính là tới độ ngươi trở về tiên bang. Hết chương này. Chương 9 Tu Đạo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Tu Đạo nghe Kiều Trí nói xong, sở tề quan chỉ cảm thấy một cổ bán hàng đa cấp, âm mưu khí tức đập vào mặt, hơi ngẩn người. Thành tiên Kiều Trí điểm một chút, thanh âm kế tiếp lại trực tiếp vang lên trong đầu sở tề quan. Kiếp trước ngươi chính là thần tiên trên trời, bởi vì phạm vào thiên điều, lúc này mới bị thiên đế giáng xuống thế gian, trở thành phạm nhân. Ngươi một đời này chậm chạp không có thức tỉnh túc thế ký ức, chỉ là bởi vì ngươi một mực không có biến thành chân chính yêu mèo nhân. Khi ngươi thành yêu mèo nhân về sau, cuộc đời của ngươi liền sẽ thay đổi. Sở tệ quan nghe được đầu óc mơ hồ, nghĩ như thế nào lại cảm thấy không đúng. Nhị cẩu đời trước là thần tiên, nhưng ta kiếp trước là người địa cầu A, trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? sở tề quan lại nhìn không được hỏi. Kiếp trước ta phạm vào thiên điều gì? Kiều Trí lắc đầu, cảm thán nói. Ai, kiếp trước ngươi quá mức phóng đảng, dạ hội thiên đế chi nữ a? À? Sở tề quan nhíu mày nói. Thiên đế này cũng quá keo kiệt, cũng bởi vì chút chuyện nam nữ như vậy mà đem ta giáng chức làm phạm nhân. Kiều Trí yên lặng nói. Ngươi một đêm gặp bảy vị nữ nhi của thiên đế. Sở tề quan trong lòng hắn thầm nghĩ. Vậy khẳng định không phải ta. Kiều Trí nói tiếp. Kiếp trước ngươi chính là đồ đệ của ta, ta không đành lòng ngươi chịu khổ, cho nên kiếp này đặc biệt độ ngươi thành tiên, cho ngươi quay về thiên bang. Nghe được lời này của quốc miêu, sở tề quan lại càng không dám nói ra chuyện mình đã không phải là nhị cẩu, vạn nhất quốc miêu này đem hắn trở thành cô hồn giả quỷ đoạt xá sống lại giết chết thì làm sao bây giờ? Đi theo ta đi, chúng ta đổi chỗ khác. Kiều Trí nói xong xoay người rời đi, sở tề quan đi theo đối phương tới bên vách núi không còn giả thú. Sở tề quan quay đầu nhìn một chút, hai con mèo hoang dẫn đường lúc trước chen chút trong một đống bụi cây, đang tò mò nhìn chầm chầm bọn họ, vừa nhìn thấy sở tề quan nhìn lại, đầu mèo lập tức lại kinh hãi về một cái trốn trở về trong bụi cây. Kiều Trí đưa lưng về phía sở tề quan, nhìn trăng sáng trên trời nói. Muốn thành tiên, một là phải dựa vào tự thân dụng công, hay là phải dựa vào cơ duyên thiên địa. Hôm nay ta nói cho ngươi biết tự thân dụng công như thế nào. Tự thân dụng công, liền cần chính ngươi cố gắng tu luyện, mà thiên hạ này tu luyện chi đạo có thể thô chia làm võ đạo cùng đạo thuật hai loại. Sở Tề Quan nghe đến đó lại là lòng hiếu kỳ nổi lên, biết trước mắt khả năng thật sự là cái trước nay chưa từng có đại cơ duyên, cũng dâng lên hiếu học chi tâm, nhìn về phía Quốc Miêu hỏi. Võ đạo cùng đạo thuật có cái gì khác nhau? Trong lúc Kiều Trí kể tỉ mỉ, sở tề quan đối với cái gọi là võ công, đạo thuật đã có một lý giải sơ bộ. Nhân sinh mà có được thân thể cùng nguyên thần, võ đạo là thông qua rèn luyện thân thể để tẩm bổ nguyên thần, lại thông qua nguyên thần cường hãn để thấy rõ thân thể, vận chuyển khí huyết, như vậy ngược lại tẩm bổ thân thể, dần già thân thể, nguyên thần đều càng ngày càng cường đại, cuối cùng mới có thể cảm ứng được thiên đạo tồn tại. Đạo thuật thì là từ bỏ tu luyện trên thân thể, trực tiếp rèn luyện sự mẫn cảm của nguyên thần, trí tuệ tư duy. Chỉ cầu một khi tìm hiểu đại đạo, có thể một bước lên trời, xưng tiên làm tổ. Bất luận là võ đạo hay là đạo thuật, bản chất tu luyện của nó đều là tìm hiểu về thiên đạo, nhưng thiên đạo áo diệu biết bao. Thân thể phàm nhân, căn bản tìm hiểu không được thiên đạo, chỉ có trải qua hàng năm tu luyện, mới có thể bước vào cảnh giới tìm hiểu thiên đạo. Trong thiên hạ đêm có thể tìm hiểu thiên đạo cảnh giới này, xưng là nhập đạo, bất luận cái gì đạt tới cảnh giới này người, đều chính là đời này đứng đầu nhân vật, tung hoành nhân gian, nhất cử nhất động đối với toàn bộ thiên hạ đều có lớn lao lực ảnh hưởng. Kiều Trí nói, hôm nay ta trước giảng giải đạo thuật tu luyện cho ngươi. Đạo thuật tại chân chính có thể tìm hiểu thiên đạo, nhập đạo trước, tất cả đều là tinh thần cảnh giới thượng công phu, một ít thiên tư tung hoành hòa thượng, đạo sĩ chính là như vậy kiên trì mỗi ngày đã tọa tu luyện, kiên trì vài năm, mấy chục năm nhìn qua bình thường không có gì lạ không có bất kỳ thần dị trên thực tế bọn họ một mực tại mặt vận nguyên thần tăng lên tinh thần cảnh giới cuối cùng mới có thể một khi đốn ngộ tìm hiểu thiên đạo không còn là phàm nhân ngươi vốn là trích tiên trên trời loại công phu này rất thích hợp để ngươi tu luyện kiều trí vừa nói vừa ngồi xếp bằng xuống hai tay hai chân giao nhau căn bản không giống mèo mà linh hoạt giống như con người nằm quá dễ ngủ đứng dễ phân tâm, vẫn là ngồi xếp bằng thích hợp nhất để thiền định, rèn luyện cảnh giới tinh thần. Kiều Trí nói tiếp: "Ngươi ngồi xuống trước, ta sẽ từ từ nói với ngươi tu luyện như thế nào." Sở Tề Quan Học nhìn động tác của Kiều Trí nhân ngồi xếp bằng xuống, trong lùm cây phía sau bất tri bất giác lại có hai cái đầu mèo vươn ra, tò mò nhìn một người một mèo. Thấy một màn như vậy, Kiều Trí vẫy vẫy đuôi, cũng không thèm để ý. Sở tề quan đột nhiên nhớ tới hôm nay cửa thôn nhìn thấy đầu trọc người ngoại quốc, liền thỉnh giáo nói. Hôm nay cửa thôn cái kia người ngoại quốc nói trong mộng chiếu kiến. Kiêu trí gật đầu. Hôm nay ta cũng ở đó nghe bọn họ nói chuyện, đó đích xác cũng thuộc về một loại cảnh giới tinh thần cực kỳ cao thâm. Tên đầu trọc kia càng ghê gớm, gần cốt một thân luyện ngang chỉ kém một bước là có thể nhập đạo. Hơn nữa mặt mang quan uy, sát khí trên người rất nặng, là người trong công môn, thân phận của hắn ta đại khái có thể đoán được vài phần, cái này chúng ta sau này hãy nói. Nhìn bộ dáng khiêm tốn hiếu học của sở tề quan, kiều trí hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói. Từ thường cổ tới nay, phương pháp tu luyện của các môn các phái trên thế gian này đến không xuể, người có chí vận chuyển nguyên thần của nhiều thế hệ nhân loại, tìm hiểu thiên đạo, muốn khai sáng ra con đường thành tiên. Nhưng hôm nay dưới chân chính có thể nhập đạo lưu phái, tổng cộng cũng bất quá 25 cái trong đó có chín võ đạo, 16 đạo thuật, được những người có kiến thức hợp xưng là 25 chính pháp. Sở tề quan nhìn không được nói. Võ đạo cùng đạo thuật số lượng kém nhiều như vậy. Kiều trí lắc đầu. Cũng chưa nói tới. Có một câu, tu đạo chết già chưa nhập môn, luyện võ một tháng đánh chết người. Nói chính là tu luyện đạo thuật, mặc vận nguyên thần, muốn nhập đạo so với luyện võ khó hơn nhiều. Không biết có bao nhiêu hòa thượng đạo sĩ khổ sở đã tọa 10 năm, 20 năm cũng không luyện ra cái rắm." Kiều Trí cảm thán nói. "Nhưng là tu luyện một khi nhập đạo, bắt đầu tìm hiểu thiên đạo về sau, đạo thuật liền có thể đem võ đạo xa xa bỏ lại phía sau, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng." Có thể nói như vậy, trước khi nhập đạo, võ đạo so với đạo thuật càng dễ dàng nhập môn, uy lực cũng lớn hơn. Nhưng tu luyện sau khi nhập đạo, Đạo thuật bất luận là tốc độ tu luyện hay là uy lực, tất cả đều vượt qua võ đạo, lúc này tu luyện võ đạo muốn vượt qua đạo thuật, cần phải trả giá gấp 10 lần tâm lực. Sở Tề Quan gật đầu hiểu ra. Người này là anh hùng giai đoạn đầu, người kia là anh hùng hậu kỳ. Cảm giác được trước mắt mèo tự hồ biết rất nhiều, Sở Tề Quan quyết định hỏi một chút chính mình những ngày gần đây đến thẳng tò mò vấn đề. Kiều đại sư ngài nghe nói qua Tử Phủ bí lục sao? Hết chương này. Chương 10 Nhập định Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 nhập định tử phủ bí lục Kiều Trí nghe vậy lắc đầu Bất quá, lục, mà nói Bình thường bao hàm thần hệ quan chức, tên thật, trai kỳ khoa nghi, thi pháp điệp văn đi Đó đều là đạo thuật bên trong, thần đạo tu hành cần thiết đồ vật 25 chính pháp bên trong, cũng có đạo thuật thuộc về thần đạo Bất quá chưa từng nghe qua có tử phủ bí lục hẳn là bất nhập lưu đồ vật ngươi từ đâu nghe tới sở tề quan cười cười che giấu thất vọng trong lòng trước kia nghe mấy lão hán ở cửa thôn nói trong lòng hắn nghĩ đến tử phủ bí lục có lẽ là ta trở lại địa cầu duy nhất hy vọng cũng không biết còn có thể hay không tìm được mấy lão hán kia cả ngày chỉ biết khoác lác đánh rắm lời của bọn họ nghe một chút là được kiều trí nói tiếp chúng ta tiếp tục nói tu đạo trong thiên hạ phương pháp nhập môn tu đạo rất nhiều các phái có các phái phương pháp nhập môn cái gì trì giới niệm kinh nghi quỷ luyện khí đến không xuể nhưng những thứ này đều quá mức hỗn độn người bình thường lại càng khó có thể phân ra cảnh giới khác nhau trong đó cũng may khai quốc công huân đại hán triều này trung võ hầu tề minh đức từng phụng mệnh hoàng đế sưu tập thiên hạ đạo thuật lấy kinh nghĩa cổ đại đem cảnh giới tinh thần trước khi nhập đạo chia làm năm cấp bậc chỉ nghe miêu tiên nhân vẫy đuôi, thanh âm giống như chuông sớm trống chiều vang lên trong lòng sở tề quan. Là vì định, tỉnh, an, lự, đắc năm cảnh giới. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi bước đầu tiên nhập định pháp môn. Ngươi ngàn vạn lần không nên coi thường cảnh giới thứ nhất này, bao nhiêu người tu luyện khổ sở đã tọa, niệm kinh hơn 10 năm, có thể đều không vào được cảnh giới này. Bất quá ngươi dù sao cũng là trích tiên trên trời, dụng tâm tu luyện, 10 ngày cũng có thể làm được. Nghe Kiều Trí nói, trong lòng sở tề quan lại âm thầm bồn chồn người nhà hắn biết chuyện nhà mình, mình ở đâu là cái gì trên trời trích tiên, chính là một lão bánh quẩy địa cầu, tu luyện làm sao có thể có thiên phú gì. Nếu ta tu 10 ngày nửa tháng cũng không có thành tựu gì, không biết con mèo này có thể hoài nghi thân phận của ta hay không. Sở tề quan đã khoanh chân ngồi dưới sự chỉ đạo của đối phương, nhắm mắt lại, bên tai chỉ có thể nghe thấy gió đêm vù vù, còn có giọng kiều trí từ đáy lòng truyền đến người bình thường hành tẩu ngồi nằm trong lúc đó suy nghĩ ngàn vạn các loại tạp niệm cuồn cuộn không dứt bước đầu tiên của tu đạo chính là phải bài trừ tạp niệm định tâm tư không bị ngoại vật quấy nhiễu bảo trì linh đài thanh minh nhập định còn có thể thay thế một phần giấc ngủ kiên trì bền bỉ có thể tăng cường trí nhớ và phản ứng khiến cho tai thính mắt tinh đầu óc linh hoạt bất quá ngươi lần đầu tiên tu đạo còn rất khó làm được nhập định cảnh giới hiện tại trước tiên ở trong lòng viết chữ tỉnh, hết sức thu nạp tất cả ý niệm trong đầu, cho đến khi trong lòng chỉ còn lại chữ tỉnh này. Một lát sau, Kiều Trí đột nhiên ngừng lại, nhìn sở tề quan bất động trước mắt kinh ngạc nói. Thế nhưng lần đầu tiên đã tọa liền nhập định. Cái này phá đệ nhất cảnh tu đạo. Lão tổ ta cũng coi như gặp qua không ít kỳ tài, thiên tài, nhưng người nhanh nhất cũng tốn trọng vẹn bốn ngày mới thành công phá đệ nhất cảnh tư chất của tiểu tử này không khỏi cũng quá tốt. Không hổ là trích tiên hạ phàm, thiên tư tung hoành. Quốc miêu vui vẻ không ngừng liếm lông, vừa liếm vừa vui vẻ ra mặt nói. Tốt rồi, trong vòng 5 năm, năm ta sẽ nắm chắc cho ngươi nhập đạo, trong thiên hạ này lại có thêm một người yêu mèo có thực lực đứng đầu. Sở tề quan cảm giác giờ phút này trong lòng mình cái gì cũng không nghĩ, rồi lại đối với tình huống của bản thân, hoàn cảnh xung quanh hiểu rõ phi thường rõ ràng. Dưới loại tình huống nhập định này, hắn cảm giác được toàn thân thả lỏng, đại não tự hồ dở xuống vô số gánh nặng, bị vây trong một loại tu dưỡng trước nay chưa từng có. Bất quá thời gian hơi dài, sở tề quan liền cảm giác được tạp niệm trong lòng lần nữa dần dần dâng lên, trên trán tự hồ có chút ngứa, bên tai không ngừng có thể nghe được tiếng gió, eo có chút bụng rủng, trong bụng không ngừng truyền đến cảm giác đói khát. Theo tạp niệm mọc thành bụi, sở tề quan cuối cùng rốt cục không kiềm chế được, từ trong trạng thái nhập định lui ra nhìn thấy hắn mở to mắt gãi gãi khuôn mặt bộ dáng kiều trí cười cười nói ngươi tuy rằng lần đầu tiên liền thành công nhập định nhưng tinh thần cảnh giới không phải nhất chứng vĩnh chứng hơi không cẩn thận liền có ngã xuống nguy hiểm cho nên càng cần thời thời khắc khắc thủ trì nội tâm cái gọi là đánh giang sơn dễ dàng thủ giang sơn khó tu luyện ở phương diện này cũng là đạo lý giống nhau nếu như ngươi có thể tùy thời tùy chỗ bảo trì trạng thái nhập định coi như là phá cảnh thứ hai. Sở tề quan hồi tưởng lại cảm giác vừa mới nhập định, vui vẻ nói. Tu đạo đơn giản như vậy. Đơn giản. Người có biết hay không chính là vừa mới một bước này, không biết ngăn cản người bình thường bao lâu. Nếu không là người có túc thế trí tuệ cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Kiều trí giải thích. Về phần những thứ huyền diệu khó giải thích, đó đều là cao thủ chân chính mới có thể lĩnh ngộ được bởi vì ngôn ngữ của nhân loại đã không cách nào miêu tả cảnh giới mà bọn họ đạt tới, với trình độ hiện tại của ngươi đi học thứ đó là con đường chết, học 100 năm cũng đừng nghĩ tu luyện ra chân đồ. Tùy ý giải thích một chút, kiều trí lại chuyển đề tài, nói: "Được rồi, được rồi, kế tiếp ít nói chuyện, tiếp tục tu luyện." Mỗi một lần nhập định đều là tinh thần cực hạn thả lỏng cùng bảo dưỡng, người bình thường suy nghĩ quá nhiều, tinh thần mỗi ngày đều quá mức mệt nhọc chỉ có như vậy mỗi ngày chăm sóc tinh thần mới có thể được tăng cường thật giống như cái gọi là dưỡng binh ngàn ngày mấu chốt chính là ở một chữ dưỡng chỉ có mỗi ngày ăn ngon uống ngon ngủ đủ giấc binh lính mới có thể cường tráng lên mà nhập định đối với tinh thần mà nói chính là bảo dưỡng tốt nhất cái gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức là vậy kiêu trí vẫy vẫy đuôi rung đùi đắc ý tiếp tục nói ngươi mỗi ngày kiên trì nhập định bảo dưỡng tinh thần của mình như vậy tinh thần dần dần sẽ trở nên cường tráng, về sau trí nhớ, lực phản ứng đều sẽ từng chút từng chút tăng trưởng, trường kỳ kiên trì nhập định mỗi ngày, sẽ càng ngày càng tai thính mắt sáng, đầu óc linh hoạt, làm chuyện gì cũng có thể làm ít công to. Sở tề quan nhắm mắt lại, lần nữa bắt đầu thử nhập định tu luyện, nhưng lần nhập định này so với vừa rồi khó khăn hơn một chút, trong lòng luôn có tạp niệm dâng lên, thật lâu sau mới tiến vào trạng thái. Sau khi nhập định, sở tệ quan lại cảm nhận được một loại thả lỏng toàn thân, đại não cũng được tu dưỡng đầy đủ. Đại khái sau khi nhập định một chén trà, sở tệ quan lại không nhìn được trong lòng sao động, rời khỏi trạng thái nhập định, đứng lên hoạt động tay chân một chút, lại bị kiều trí thúc giục tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy dừng lại luyện tập, sở tệ quan cảm giác được chính mình nhập định càng ngày càng khó, mỗi một lần trước khi nhập định tạp niệm càng ngày càng nhiều, các loại trái tim đập lên, làn da ngứa ngáy thậm chí đến gió đêm thổi qua thân thể cảm giác, tất cả đều bị phóng đại vô hạn, để cho tâm của hắn rốt cuộc không tỉnh lại được. Rốt cuộc, lại một lần nữa rời khỏi nhập định trạng thái sau, sở tề quan phát hiện mình tâm tình phiền não vô cùng, như thế nào cũng không có biện pháp nhập định lần nữa. Nhìn thấy trạng thái này của hắn, kiều trí phán đoán. Ngươi đã đến cực hạn, ngươi thường nếu như đạt tới trình độ này, hôm nay sẽ không có biện pháp tiếp tục tu luyện, nhưng ta tự nhiên còn có biện pháp hết chương này